Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về tàng tài lợ nha các bạn. Hôm nay lợ nói về một thắc mắc của một bạn hỏi liên quan về đổi đơn vị đo khối lượng. Thì các bạn cần nhớ tất cả các đơn vị đo khối lượng giúp lợ từ tay trái nè sang tay phải gồm nè tấn nè, tạ, yến, kg, hectogram, decagram và gram. Được chưa? Và từ trái sang phải các bạn nhớ làm phép nhân. Và từ phải sang trái các bạn làm phép chia. Nhân là sao? Từ tấn đổi qua tạ nhân 10, tạ đổi qua yến nhân 10, yến đổi qua kg nhân 10. Tiếp tục như vậy, nhân 10, nhân 10, nhân 10. Và ngược lại thì các bạn từ phải sang trái thì các bạn chia cho 10. Tiếp tục như vậy, chia cho 10. Tiếp tục như vậy, chia cho 10. Được chưa? Và nếu các bạn không nhớ, không giỏi về phép chia thì các bạn nhớ đến mỗi hàng như thế này chỉ điền được một chữ, một chữ số nha các bạn, một chữ số. Rồi ví dụ bài 1020 kg đổi qua bao nhiêu tấn và bao nhiêu ký kg. Thì bắt đầu nè, kg nè các bạn thấy không ạ? Kg đổi qua tấn thì các bạn nè, từ phải sang trái nè, kg đổi qua tấn mà, từ phải sang trái nè, từ phải sang trái bắt đầu đi nè, theo đúng một, cứ mỗi cột như thế các bạn đi một chữ số, 0 rồi tới 2 rồi tới 0 rồi tới 1. Vậy từ đây cho ta thấy bao nhiêu tấn à? 1 tấn. Tiếp tục bao nhiêu kg ạ? À? Đây kg đây. Còn lại chính là kg đó các bạn. Đó. 20. Các bạn ghi là 0,20 thì 0,20 mình ghi là 20 kg. Còn không, các bạn có thể dùng từ kg mà đổi qua tấn về từ phải sang trái các bạn chia cho 10, chia cho 10, chia cho 10 vậy chia cho 1, 1000. 1020 chia cho 1, 1000. Khi chia cho 1000 thì các bạn nhân nè, 1 2 3, ba số thì các bạn từ phải sang trái các bạn điểm ba số, 1 2 3, phải vậy cho thấy nó sẽ là 1 tấn 0,20 kg. Đó, được chưa? Ok chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.